Đây là cái nối chỉ thật sự này ha. Cái tên của nó là chỉ Romit Cat Wood. Thì cat là con mèo, wood là đục ha. Ngày xưa người ta sử dụng những cái đục mèo, đục dê là người ta sử dụng để làm những cái câu ha. Nhưng ngày nay không có xài đục mèo đâu, đục mèo để sử dụng đâu. Người ta dùng cái protein tổng hợp ha. Nhưng mà cái tên thì vẫn còn dính cái kết thúc ha. Kim cái này là kim, này là kim cong nè ha. Kim cong dạng kim đó là kim đầu tròn ha, đầu tròn. Kích thước của nó là 20 ha. Thấy là 20 đô ứng dụng rồi ha, ứng dụng rồi. Chuyên gia sẽ chỉ là 25 cm. Ngày sản xuất là tháng 11 2018. Đáp sử dụng của nó là tháng 11 2023. Nếu một máy đáp thì xài được không? Không. Tại sao? Không nên. Gì? Máy đáp chỉ nếu một không vô xong rồi nó bụng ra. Không? Không, không một cái. Không xong rồi thở một cái. Cái bụng thì chỉ ra. Đúng không? Với lại nước tiểu nó vô trong ruột ha. Cho nên chỉ hết đáp hết sử dụng. Hiểu không? Chỉ này còn đáp tới năm 2000. Cái đáp của nó là 18 tháng 5 năm. Hiểu không? Đó. Mở ra cho coi đi. Cái chỉ này á là tập trung dùng nha. Cách lấy á là mình sẽ dùng cái kẹp được kim lọt vô. Đây, quý vị camera này tải luôn. Em thấy nó được bọc trong cái bao. Em thấy chỉ này đặc trưng của nó chỉ trong cái nước. Em thấy không? Cát bút là cái đụng nó là protein cho nên đều khô nó sẽ bị mục, hiểu không? Và bằng cùng phải ngâm cho một cái dung dịch để nó bảo quản cái chỉ này à. Cái đặc biệt cái chỉ này là nó phải có ngâm dịch nó ướt, chứ còn nó khô là nó không có làm được, bị hư. Rồi mình cắt cái chỉ này ra à, con này có chỗ này xé rồi, cắt xé ra. Một em coi mà cái chỉ này hơi bị nhẹ thôi. Chỉ này chưa sử dụng nha, thấy nó ướt không? Ướt nhẹ mà. Đó. Chỉ này là chỉ liền kim ha. Đó, chỉ liền kim. Độ dài của nó là 75 cm. Đó, cái chỉ mình sẽ kẹp vô vậy này ha, mình khâu. Em mày hỏi, ngày xưa mẹ hay giáo với mình là lấy một kim thật đúng không? Là mẹ phải dùng tay đúng không? Nếu mình mày mình mà may áo với mẹ đó thì mình sẽ dùng cái này khâu nha. Cho nên cái này á, mình thích quen để luyện khâu chỉ. Luyện nhưng mà mình thích quen thì hãy dùng kiểu may áo với mẹ, hiểu không? Mình á là không khâu bằng cái kiểu mẹ đâu, tại tay mình không, nhưng nếu mà kêu mình khâu. Nếu mà kêu tôi thay may áo bằng mày thì mày rất là xui, rất là đẹp nha. Không, tôi còn may không kiểu thật của mẹ được. Này khâu, khâu và điều đây là cũng phải cầm cái khung ra, cầm cái khung xong cầm khâu. Hay ha, hay ha. Cái này á, nếu mà đứa nào mà giỏi may áo cũng đẹp lắm á. Nếu mà mình mua cái này về thực nghiệp tới 1 triệu rồi. Cho nên á, bốn cái dụng cụ tôi khi em mua á, cái dụng cụ tư này á, nó cũng đang chơi nhiều ha. Bố mình đó mình may cái đồ gì á, mình may được. Nếu mà mình không là bác sĩ bố tiên, mình cũng may đồ được ha. Thì cũng có làm được rồi ha. Cái này là 80 ngàn. Nếu mà em mua 4 cái dụng cụ đó, tốn khoảng 120 ngàn ha. Nhưng mà nó sẽ theo em suốt đời luôn ha. Mua được đó một xíu á, cái dụng cụ này sẽ theo em suốt đời luôn ha. Rồi ok. Đó là cái sử dụng kim chỉ ha. Rồi xong.